người ta cũng đi ngang, người ta cũng kêu trời bốn bọn quận tư, người ta đã chạy ra tới đầu cổng rồi nha, người ta vẫn quay lại. Quay lại là vì cái bản suy nghĩ lắm, đắn đo lắm mới dám để cái này. Chủ yếu là mình nấu từ tâm mình. Móng Huế với lại ớt sơ tế là tự lấy ở ngoài Huế đem vô đây. Của mình là mình nấu theo kiểu miền Nam một chút nên nó sẽ hơi ngọt. Muốn cân bằng cái đó mình phải nặn một miếng chanh vô cái móng Huế đó. Sạch sẽ nè, rồi hầm từ xương nè, nó ngọt là ngọt chủ yếu từ xương thôi. Nên là cứ như là chị cũng muốn tạo hiệu ứng, cũng muốn khách tới để ăn thử. Dạ em tên Hương. Ở đây thì mình bán gỏi đu đủ, tôm thịt nè, bò với lại gỏi cuốn. Mình ở 124/27 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4. Tiệm của mình là tên là Bếp Nhà Múc. Bình thường thì tầm khoảng 15 giờ chiều cho đến khoảng 22 giờ tối. Thứ nhất là mình nấu là mình chủ yếu là mình nấu từ tâm mình. Nên là đồ ăn thì cũng do là một phần là do khẩu vị của mọi người thôi. Nhưng mà mình cũng muốn tạo hiệu ứng. Thứ nhất là bây giờ thì cái hiệu ứng nó quan trọng là khách thử. Mình muốn khách thử trước rồi xong khách cảm nhận cái vị của mình hợp thì khách sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Quan trọng là cái tâm của mình đặt trong cái nồi bún bò. Chủ yếu là bún bò. Gỏi cuốn thì mình ăn thêm 1-2 cuốn vậy là đủ no rồi. Thì cái phần của mình bán cũng to. Mình thì mình nấu nghiêng về phần Sài Gòn nhiều hơn. Tại vì đơn giản mình nấu từ mắm Huế nhưng mà nó sẽ giống như là nó sẽ không có đặc trưng người Huế nhiều đâu. Mình nấu theo người Nam nhiều nhưng mà mình nấu từ mắm Huế đàng hoàng. Nạm bò, bắp bò, chả cua, chả cay, bò viên với lại gân trong. Một tô như vậy đầy đủ rồi cũng khá là nhiều topping. Giá nếu mà không có sụn á thì sẽ là 45.000 là cũng đầy đủ như hồi nãy luôn. Còn thêm một cục sụn bò nữa thì giá là 55.000. Khi mà mình nhập về ngoài phần rửa thì rửa là mình phải dĩ nhiên phải rửa, mình phải trụng sơ bò qua một cái nước gừng nữa. Nên thành ra nó sẽ bay bớt cái mùi bò đi. Mình cũng sơ chế này nọ kia xong mình bỏ vô cái nào mình hầm, chứ không phải là bỏ vô luôn. Nên thành ra là nói tóm lại là khách ăn thì khách sẽ biết được là cái tâm của mình đã trong nồi bún bò như thế nào. Tại vì mình dám bán trong hẻm mà mình dám để như vậy là mình cũng phải chuẩn bị cho kỹ thì kỹ phần chất lượng. Thường thì khách nữ là họ ăn một cái tô nhỏ là ok rồi. Còn khách nam thì người ta sẽ ăn thêm sụn bò nữa. Có nhiều người người ta không thích ăn giò, người ta chỉ thích ăn sụn thôi. Giò bây giờ thì mình không có chọn được cái giò tốt á, nên là mình chỉ làm sụn bò thôi. Chị đặt chả là chả tươi đàng hoàng, mỗi ngày đều giao tới. Tôm cũng là tôm tươi. Sụn bò, bò cũng là bò tươi hết. Mình đặt mỗi ngày, chứ là mỗi ngày mình bán bao nhiêu đó thì mình bán cho hết thôi. Không có để qua ngày mai. Chị dùng bún bò, bún to, sợi to, chứ không có giống như là ở ngoài Huế. Ngoài Huế người ta sẽ dùng sợi nhỏ, nên là nó sẽ nghiêng về phần người Nam của mình nhiều hơn. Thường là bò nè, mình sẽ hầm. Hầm bò thì nước bò nó sẽ ra nè. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là xương bò với lại mắm Huế nữa. Xương bò với lại bò là chị phải hầm cho cỡ tầm 2 tiếng á, 2 tiếng, 2 tiếng mấy. Mình nấu là nấu đậm đà luôn, giống như là mình sẽ có một cái chén mắm Huế riêng ở ngoài nữa. Nhưng mà thực chất ra là khi mà mình ăn á, là mình bỏ rau rồi thì vô luôn á, là nó đã đậm đà trước rồi. Có chỉ có những khách hàng nào mà ăn mà vậy như cái khẩu vị của tâm người ta mặn á, thì người ta sẽ có mắm Huế thêm vô. Thì cái chén mắm Huế đó bình thường, nếu mà ăn bình thường á, là mình sẽ chấm thôi. Còn những cái khẩu vị của khách hàng có sẽ những cái khách hàng ăn lạ, khách hàng ăn đậm đà thì sẽ có một chén mắm Huế khác bỏ vô chung. Cái mắm Huế á, là chị lấy mắm Huế với lại ớt sơ tế á, là chị lấy ở ngoài Huế đem vô đây. Thì khi mà mắm Huế về thì chị sẽ chế biến thêm là sẽ thêm gia vị nè, với lại thêm sả nữa. Cái phần quan trọng là sả, sả nó sẽ thơm cái mùi mắm Huế, với lại nó giảm bớt cái độ mặn của mắm lại, cho nó thơm cái mùi mắm của mình lên. Cái mắm Huế, mắm thì nó sẽ đặc trưng là mặn, nên là mình sẽ nêm nếm lại cho cái vị của nó theo cái miền Nam của mình á, là người ta sẽ nghiêng về ngọt ngọt một chút. Thì khi mà mình ăn chén mắm Huế đó thì mình luôn nói với khách mình là nếu mà các bạn pha chén mắm Huế thì nên dắt một miếng chanh vô, nó sẽ hài hòa cái chén mắm Huế hơn. Thường thì chị để vậy nè, là người ta sẽ kiểu như là người ta cũng tò mò, người ta tới ăn, người ta ăn thì nó gần đây thì người ta nói là kiểu là ăn ngon thiệt. Tại vì trước đó dịch á, chị cũng đã bán online rồi. Thì sau đó thì tính toán này nọ kia á, thì mình mới dám cho ra. Tại vì phản hồi của khách tốt á, thì mình mới mở ra bán. Suy nghĩ lắm, đắn đo lắm mới dám để cái này. Chứ nhiều khi người ta vô ăn thì lại không có
không có ngon thì lại phản hồi không có tốt, chị không muốn điều đó. Người ta cũng đi ngang, người ta cũng kêu trội muốn mời ăn với quận tư, người ta đã chạy ra tới đầu cổng rồi nha, người ta vẫn quay lại là vì cái bảng, nên là cứ như là chị cũng muốn tạo hiệu ứng, cũng muốn cách tới để ăn thử xem là người ta nói, tức là chị được phản hồi tốt là khách quay lại nhiều, chứ không có phải là ăn một lần khách có quay lại. Chị để ý, nói thiệt là chị cũng thích bún bò lắm, chị đi ăn nhiều rồi, nên là thành ra là khi mà được như mà 70% đi, có nghĩa là 7 người trên 10 người đi, thì mình mới dám để như vậy. Thứ nhất là gây hiệu ứng, thứ hai là mình cũng tự tin vô nước dùng của mình, là mình nấu cũng có tâm này ở kia, thì mình mới dám để như vậy. Sạch sẽ nè, rồi hầm từ xương nè, nó ngọt là ngọt dưới từ xương thôi. Cái mắm Huế á, là đơn giản là cũng có nhiều bạn phản hồi là nó hơi ngọt, nhưng mà một phần là do chị nói nãy rồi, cái phần của mình là mình nấu theo kiểu miền Nam một chút nên nó sẽ hơi ngọt, muốn cân bằng cái đó mình phải nặng một miếng chanh vô cái mắm Huế đó thì nó cân bằng được cái độ ngọt của nó. Cực lắm em ơi, giống như là xương thì mình cũng phải đi lựa, tại vì xương người ta cũng có phần này phần kia, mình muốn ngon thì mình phải đi lựa xương, lựa thịt, rồi mình cũng thử mấy loại chả này nọ kia nữa. Nên là buổi sáng thì là đã bắt đầu từ 5 giờ sáng rồi, nên thành ra là tới tầm 3 giờ chiều thì chị mới hoàn tất hết cả mọi thứ để mà bán. Chị có khách ở quận 12 nè, rồi mấy chị có một cái đoàn khách gia đình, người ta đi bộ đi ăn một ngày, cứ 2 ngày là người ta ăn một lần, 2 ngày ta ăn một lần, thì mỗi lần như vậy là sẽ có thêm một thành viên trong cái nhà nó tới ăn. Có mấy anh chị tới quận 8 nè, quận 12 nè, rồi Giáp nè, thì một phần nữa là người ta truyền miệng nhau, người ta đi làm, rồi mấy anh chị làm cảng, rồi người ta làm xong người ta đang tâm mua, người ta ăn xong cái những người ở đó người ta cũng ăn ngon thì người ta sẽ vô đây người ta kiếm mình ăn. Thì hiện tại bây giờ chị thấy là quán ăn ngon ở trong hẻm nhiều lắm, nên là chị cũng lưỡng lự nhiều lắm mới mở cái quán ở trong hẻm. Nhưng mà một phần là do chị nghĩ là giống như là mình bán ngon thì người ta sẽ truyền miệng nhau trong hẻm, thì trong hẻm mình có chỗ cho người ta ngồi ăn thì cũng ok, không có nổi phải mặc tiền đường hay là máy lạnh gì, thì một tô bún bò bình thường ít cái giảm chi phí cố định xuống thì mình sẽ được cái phần chất lượng đồ ăn cho khách nhiều hơn. Thường á là khách nói là bên chị nấu là đậm đà nè, là vui vẻ rồi cứ như là sạch sẽ nữa, nên thành ra là khách cũng ok lắm. Về phía khách ở quận 4 này là ok rồi đó, chị cảm thấy là khách quay lại ủng hộ, khách ăn nhiều lần là chị thấy cũng ok rồi. Khách tới thì khách mình luôn hỏi khách, nếu như bán trong hẻm, nhưng mà thực chất ra là chị luôn hỏi khách là khách có dùng dừa miệng không. Mình không dám hỏi khách có dùng ngon hay không, mà chỉ hỏi là khách có dùng dừa miệng hay không. Thì khách nói là chị đi xa lắm tới đây nhưng mà chị không thất vọng. Khách tới dùng thì dừa miệng hay là không dừa miệng thì báo với chị luôn luôn lắng nghe khách. Chị giống như là mỗi người mỗi vị khác nhau, nhưng mà nếu mà điều chỉnh cái ngày thì mỗi người mỗi cái miệng mình mỗi ngày khác nhau á, nên thành ra là khách góp ý kiến cho chị thì chị cảm ơn khách rất là nhiều. Chị sẽ chỉnh sửa theo cái cách ăn của khách nữa. Ví dụ như mắm Huế đi, khách ăn ngọt nhưng mà chị sẽ chỉ khách là nặng chanh vô, nó sẽ bớt đi. Cái đó cũng là một ý kiến của khách, chị cảm ơn khách rất là nhiều.